Cổ học tinh hoa. Lấy của ban ngày. Nước Tấn có kẻ hiếu lợi. Một hôm ra chợ gặp được cái gì cũng lấy. Anh ta nói: cái này tôi ăn được, cái này tôi mặc được, cái này tôi tiêu được, cái này tôi dùng được. Lấy rồi đem đi. Người ta theo đòi tiền. Anh ta nói: lửa tham nó bốc lên mờ cả hai con mắt. Bao nhiêu hàng hóa trong chợ tôi cứ tưởng của tôi cả, không còn trông thấy ai nữa. Thôi, các người cứ cho tôi, sau này tôi giàu có, tôi sẽ đem tiền trả lại. Người coi chợ thấy càn dở, đánh cho mấy roi, bắt của ai phải trả lại cho người ấy. Cả chợ cười ồ. Anh ta mắng: thế gian còn nhiều kẻ hiếu lợi hơn ta, thường dụng thiên hương, bách kế ngấm ngầm, lấy của người. Ta đây tuy thế, song lấy giữa ban ngày, so với những kẻ ấy thì lại chẳng hơn ư? Các ngươi cười ta là các ngươi chưa nghĩ kỹ. Lời bàn: đã là kẻ thấy của tối mắt, tham vàng bỏ nghĩa, thì dù ít dù nhiều cũng là đáng khinh cả. Song đem những kẻ mặt to tay lớn, vì ham mê phú quý mà lường thầy phản bạn, hại ngầm đồng bào, so với những quân cắp đường cắp chợ giữa ban ngày để nuôi miệng, thì tội đến nặng hơn biết bao nhiêu. Thế mà trách đời, chỉ biết chê cười những quân trộm cướp vặt, chứ không biết trừng trị những kẻ đại gian đại ác.